với mong muốn tích lũy tiết kiệm một khoản tiền để lo cho con đi học sau này. Chị Nguyễn Thị Thu Hà ở xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi đã tham gia hợp đồng sản phẩm An Phúc Trọn Đời Ưu Việt của AIA cho chồng là anh Trần Sự với mệnh giá sản phẩm 450 triệu đồng. Cuối năm 2021, trong khi đi làm về, anh Sự bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong. Như cam kết trong hợp đồng, anh Sự mất do tai nạn giao thông, nên công ty bảo hiểm AIA đã chi trả quyền lợi bảo hiểm gấp đôi so với mệnh giá sản phẩm, với tổng số tiền hơn 890 triệu đồng. Số tiền giúp chị trả nợ, trang trải cuộc sống gia đình, lo cho hai con ăn học. Hiện chị Hà tiếp tục tham gia cho mình một hợp đồng với mức phí 18 triệu đồng cùng AIA. Sao là vừa có tiền thôi chị, chứ còn em cũng hồi đó là em cũng quý quá, là em vô phát cho tư vấn viên, chứ còn em không biết, nói chung là lý trí của em giờ đó là không có biết thứ hết, là tư vấn viên lộn hết cho em thôi. Năm 2018, bà Liên ở xã Phổ Phong, thị xã Đức Phổ quyết định tham gia hợp đồng bảo hiểm của AIA cho chồng, xem như một khoản tiền tích lũy cho hai vợ chồng khi về già. Năm 2020, chồng bà chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Khi nhận được hồ sơ yêu cầu bảo hiểm, công ty bảo hiểm nhân thọ AIA đã chi trả nhanh chóng số tiền hơn 110 triệu đồng để ông Mười điều trị bệnh. Một năm sau đó, bệnh trở nặng, ông Mười qua đời. AIA tiếp tục chi trả quyền lợi tử vong với số tiền 211 triệu đồng. Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm kịp thời của AIA đã giúp gia đình vượt qua được khó khăn sau một thời gian dài người thân chiến đấu với bệnh tật. Nhờ công ty chi trả kịp thời cho mình để chữa bệnh cho ảnh trong thời gian khoảng ảnh còn đang điều trị đó, là có tiền để mình điều trị. Ảnh chừng lẻ cũng được một năm mấy á, rồi ảnh mới qua đời. Mỗi khách hàng nhận chi trả quyền lợi bảo hiểm của AIA là một câu chuyện. Mặc dù không gì có thể bù đắp được việc mất đi người thân, nhưng với số tiền bảo hiểm mà AIA Việt Nam chi trả đã giúp nhiều gia đình khách hàng sớm vượt qua khó khăn tài chính và nhanh chóng ổn định cuộc sống. 23 năm hoạt động tại Việt Nam, AIA đã thiết lập được hơn 200 văn phòng trên toàn quốc và hiện đang phục vụ và đảm bảo an toàn tài chính cho hơn 2,1 triệu khách hàng tham gia bảo hiểm. Trong đó có hơn 50.000 khách hàng tại Quảng Ngãi. Tính đến cuối tháng 6 năm 2023, AIA Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng trăm ngàn trường hợp khách hàng tham gia bảo hiểm với tổng số tiền hơn 13.000 tỷ đồng. Tại Quảng Ngãi, AIA đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng chục ngàn khách hàng với tổng số tiền hơn 331 tỷ đồng, trong đó có hơn 85 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm sức khỏe. Từ đầu năm 2023 đến nay, AIA đã chi trả hơn 20 tỷ đồng cho hàng chục khách hàng tại Quảng Ngãi. Suốt thời gian 20 năm qua, được đồng hành với lực lượng tư vấn và cấp quản lý trong cái triển khai kế hoạch giải pháp tài chính cho khách hàng liên quan kế hoạch học vấn, kế hoạch hưu trí, kế hoạch chăm sóc sức khỏe và bảo vệ cho người trụ cột. Và trong suốt thời gian ấy thì đôi khi có những cái biến cố xảy ra đối với khách hàng là rủi ro cuộc sống, thì AIA thể hiện các cam kết của mình chi trả đúng số tiền bảo hiểm thọ cung cấp cho, ngay từ khi khách hàng ký kết hợp đồng với công ty. Và thông qua đó thì cũng thể hiện được cái sự tư vấn tận tâm đúng với nhu cầu khách hàng và thể hiện đó là người bạn đồng hành với khách hàng. Và với những lúc khi khách hàng rủi ro xảy ra cuộc sống thì tư vấn viên, cấp quản lý cũng kịp thời thăm hỏi, động viên cũng như hỗ trợ các thủ tục kịp thời để công ty hoàn tất thủ tục sớm chi trả cho khách hàng. Và với thời gian tới thì AIA Quảng Ngãi cũng cùng với chiến lược phát triển AIA Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng những lực lượng tư vấn chuyên nghiệp để ngày đêm cung cấp cái giải pháp cho khách hàng và đảm bảo kế hoạch giải pháp tài chính tốt nhất cho mỗi gia đình khi tham gia hợp đồng với AIA. Việc chi trả quyền lợi bảo hiểm không chỉ là trách nhiệm nghĩa vụ của AIA Việt Nam mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện vai trò đồng hành cùng khách hàng vượt qua biến cố rủi ro bởi bệnh hiểm nghèo, tai nạn trong cuộc sống, thậm chí là tai nạn thương tật vĩnh viễn, có cơ hội nhanh chóng phục hồi và hiện thực hóa những ước mơ còn dang dở.